Xin chào mọi người, tối hôm nay tiếp tục giới thiệu đến mọi người cái mẫu laptop Toshiba Dynabook G83, cái mẫu siêu nhẹ 13.3 inch, con máy thì cũng còn khá là sạch sẽ. Mình cân luôn nha. Đây. Nó hơn 8 lạng một chút xíu thôi nha mọi người. Gần 8 lạng rưỡi. Máy là khá là sạch sẽ, cái vỏ bên ngoài, cái màu xanh đặc trưng của Dynabook. Đặc biệt dòng này là dòng Gen 8 và RAM 16GB. Mỏng như vậy nhưng mà đầy đủ các ngõ kết nối nha. Ở bên trong nó cũng khá là đẹp. Ngõ sạc nè, ngõ Type-C, HDMI, USB, thẻ nhớ. Trên cái cạnh thì nó cũng hơi mòn nhẹ phần dưới, đã qua sử dụng đó mọi người, nhưng mà nó không ăn thua gì nhiều. Màu xanh đặc trưng của Dynabook, cái vỏ bên ngoài này thì mình nhìn là mình thấy là khá là sạch sẽ, không có bị bóng mòn. Cái chỗ này nè mọi người, nó hơi hơi bóng nhẹ đây ha, một tí chỗ này và chỗ này có trầy một chút xíu xìu xiu đây nè, tí thì tí chỗ này nữa, hai chấm nhỏ và chỗ này hơi mòn nhẹ, có thể là cái tem hay cái gì đó của Dynabook sau này người ta lột ra rồi nó hơi hằn chút xíu á mọi người. Bên này hai ngõ USB có mạng LAN rồi ha, thấy vậy nhưng mà đầy đủ các ngõ kết nối. Phía dưới này nó hơi mòn chút xíu, không ảnh hưởng gì nhiều, siêu nhẹ siêu bền. Ở bên trong 13.3 inch Full HD ha, cái này nó có rất là nhiều bản, có bản không có webcam, rồi có webcam Full HD, không Full HD, RAM 8, RAM 16, nó tùm lum hết mọi người. Rồi chưa nói tới những cái chuyện giống như là màn hình có đẹp hay không, có phản quang hay không, hay là có bị bóng mòn hay không, rồi tùm lum hết. Thì cái con máy này là đây là cái dòng tuyển lựa. Tuy rằng cái G83 nó rất là nhiều cái option, nhưng mà đây là cái con máy mà mình lựa, mình cảm thấy là nó tương đối ok nhất luôn á mọi người. Thứ nhất là về cái ngoại hình nó cũng tươm tất, nó cũng đẹp, và đặc biệt là màn hình không bị phản quang nha. 13.3 inch Full HD, phím thì không có bị mòn, và góc cạnh rồi là nó đẹp. Cái phím này nó mình có dán phím quốc tế, mình dán luôn, mình dán cho mọi người thấy là sau khi dán phím quốc tế là nó cũng gọn và nó đẹp vậy nè. Mọi người thấy ký tự quốc tế không? Đây đây là mình đã dán rồi, mình dán để mọi người thấy sau khi dán phím quốc tế thì nó cũng tương đối sạch đẹp và nó dễ hơn mình bấm. Ok, mình không thích thì sau này mình lột ra vẫn giữ được cái bản chất nè, mềm xịn của phím Nhật ha, phím đẹp không có bị bóng mòn đâu nha. Nhưng mình chỉ dán lên thôi, dán phím quốc tế lên đó. Góc cạnh là như vậy là tương đối đẹp mọi người, cái màu rất là thích luôn. Giờ vô bên trong mình giới thiệu đến cái cấu hình nha. G83M i5 Gen 8 RAM 16GB ha. Đó, mình khỏi phải nâng cấp nữa. Tuy rằng cái máy nó mỏng như vậy, nó nhẹ chỉ có 8 lạng rưỡi nhưng mà vẫn nâng cấp được RAM nha. Đó, nó hay cái chỗ đó, SD đều được hết. Full HD nè và SD là 256GB. Máy thì pin trên 3 giờ, kèm sạc zin rồi và không có bị phản quang nha. Thường thường cái dòng này nó hay bị phản quang cho nên mình nhắc đi nhắc lại là vậy đó. Nói chung là tiền nào của nấy thôi mọi người. Nó rẻ thì chắc chắn là cái option nó cũng không có đủ. Ví dụ như vậy, mình bán thì có sao sẽ view và bán đúng với lại cái mã số cũng như cái giá mình báo ở trên ở kênh. Con máy này thì mình thấy tương đối ok và mình báo giá mọi người là 4 triệu 7. Ai chốt có thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng là kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện nha. Phím thì mình đã dán rồi, nhưng mà nếu mọi người không tin tưởng, mọi người có thể lột ra kiểm tra. Rồi sao mình có tặng kèm cho mọi người một tấm nữa, mọi người về cắt dán như vậy thôi. Để dán cũng rất là ok, nhưng mình sử dụng mình dán cũng vậy, nó cũng đẹp mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nhiều ha, ai chốt thì inbox mình nha.